Sáng nay, huyện An Phú tổ chức phiên giao dịch việc làm lần thứ 2 năm 2023 nhằm tư vấn học nghề, tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp và giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động cho thanh niên và người lao động trên địa bàn huyện. Tham gia phiên giao dịch có 18 công ty doanh nghiệp, trung tâm, trường học trong tỉnh và hơn 900 đoàn viên học sinh và người lao động được tư vấn cung cấp những thông tin quan trọng liên quan đến thị trường lao động trong tỉnh, trong nước và nước ngoài, giới thiệu về nhu cầu và chính sách tuyển dụng lao động trong và ngoài nước, tư vấn học nghề, lựa chọn nghề cho học sinh sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông và người lao động, tư vấn tu nghiệp sinh, lao động ở các thị trường ngoài nước có thu nhập cao và các chính sách tín dụng đối với học sinh sinh viên. Phát biểu khai mạc phiên giao dịch, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện An Phú cho biết, năm 2023, huyện An Phú có trên 1.600 lao động được đào tạo, bồi dưỡng, đạt 116% kế hoạch. Phiên giao dịch việc làm lần thứ 2 năm 2023 là dịp để thanh niên, học sinh và người lao động được tư vấn, tiếp cận đầy đủ thông tin về nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp kết nối cung cầu giữa người lao động và doanh nghiệp, mà còn là đợt truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên thanh niên và người lao động, quy động trách nhiệm của toàn xã hội trong việc định hướng nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, giảm tỷ lệ thất nghiệp, tăng thu nhập, góp phần phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.